Cái thứ hai á, về âm trần thì sẽ được linh hoạt hơn về cái việc bố trí. Nếu mà vấn đề trong cái phần mà đang xây dựng hoặc chúng ta đang đi la phong như thế nào đó thì mọi người có thể bố trí đến nỗi 8 loa Atmos cũng được, hoặc là 9, 10 loa Atmos cũng được. Chúng ta sẽ bố trí rải loa làm sao cho hợp lý. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ xin được chia sẻ đôi điều về cái chuẩn âm thanh Dolby Atmos. Và đây là những cái chuẩn âm thanh mà trong cái những hệ thống phim gia đình tại gia thường hay sử dụng, cũng như là một cái chuẩn mà được đang rất là nhiều người tiêu dùng cuối thích nhất cái chuẩn này. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để phân tích sự khác biệt cũng như là những khách hàng chúng ta nên chọn cái chuẩn Atmos nào để phù hợp với cái môi trường của mình cũng như là với cái nhu cầu của mình. Thì hiện tại trên thị trường hiện nay có hai dạng chuẩn Atmos. Thì cái chuẩn Atmos đầu tiên á chính là speaker enable. Chuẩn thứ hai á chính là selling top. Thì nôm na speaker enable á thì nó là một cái loa định hướng đặt ở trên plafond ở hai phía trước trái phải của chúng ta, trên cái bộ dàn xem phim là hai cái loa chính á. Chuẩn thứ hai đó chính là loa âm trần đó. Thì cụ thể cái video chính ngày hôm nay chính là phân biệt sự khác biệt cũng như là tính năng, trải nghiệm và những gì mà sản phẩm này có ở trên thị trường. Thì đầu tiên á, mình nói về cái nguyên tắc hoạt động của cái chuẩn Atmos. Atmos là như thế nào? Atmos là một cái định dạng âm thanh, nói chung là giúp cho người trải nghiệm phim tại gia có thể tăng cường thêm cái hiệu ứng âm thanh, cái trải nghiệm của mình, hiệu ứng 3D. Thì nó sẽ tập trung vào ở trên đầu, trên trần, trên mái nhà của chúng ta. Đó, thì nó sẽ ví dụ như là những cái hoạt cảnh, ví dụ như là máy bay, hay là những cái sạc, hay là chúng ta đi qua đường hầm, hay là những lúc mà trời mưa lốc tốc ở trên mái tôn, là gió như thế nào đó. Thì những cái chuẩn Atmos nó sẽ thể hiện ra rất là rõ và nó làm cho người nghe, những người trải nghiệm bộ phim đó sẽ sống động hơn, nó sẽ nghe nó có hồn và cuốn hút, và giống như chúng ta là một cái nhân vật ở trong cái bộ phim đó vậy. Đó, nó rất là hay đó. Và hiện nay á là cái Atmos cũng khá là nhiều bộ phim đã hỗ trợ về Atmos đó. Thì giữa cái Atmos âm trần và Atmos speaker enable thì hai cái Atmos này nó sẽ khác nhau. Thì đầu tiên Vũ sẽ nói về cái nguyên tắc hoạt động của cái speaker enable này trước. Thì đối với cái loa này thì nó sẽ hoạt động dựa vào phản xạ âm, giống như chúng ta đánh một cái bia phăng thì nó sẽ từ một cái hướng, một cái góc độ cụ thể để chúng ta chọn được cái vị trí để cho âm thanh nó được đánh lên trần, và sau đó sẽ trung gian qua mặt phẳng của trần và gián tiếp cho xuống cho đến tai của người nghe. Đó, nói nôm na nói chung á là chúng ta sẽ qua hai bước thì để mới tiếp cận được cái này. Còn đối với cái selling top thì nó là loa âm trần thì nó sẽ chỉ đi qua một bước thôi. Nó sẽ từ củ loa, màng loa đến tai chúng ta. Đó, đây là hai sự khác nhau về cái hướng hoạt động. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái speaker này, những cái ưu điểm và những cái nhược điểm. Thì đối với những khách hàng người là đang đã có những cái căn hộ, những nhà mà chúng ta đã xây dựng xong, sau đó chúng ta mới đầu tư một hệ thống xem phim, thì cái nhưng mà chúng ta muốn trải nghiệm Atmos nhưng mà lại bị vướng ở bởi cái không gian nội thất, chúng ta phải đi dây lại từ đầu, không lẽ chúng ta lại đục đẽo ra thì nó rất là cực. Rồi đi loa âm trần thì không có thể đi dây lên được. Thì cái speaker enable này á là nó giúp cho mọi người giải quyết được một bài toán là có thể trải nghiệm được Atmos mà chúng ta không cần phải đi dây nhựa lằng ngoằng cả, chúng ta chỉ cần đặt ở trên chiếc cái loa phong của chúng ta thôi thì chúng ta có thể trải nghiệm được cái khả năng Atmos. Đó là một cái ưu điểm nhất, đó chính là gọn gàng nè, không phải đi dây nè, không phải mất quá nhiều công sức chúng ta mua về gắn vào là sử dụng. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ có một cái nhược điểm chính là trải nghiệm. Thì đối với cái những dòng loa mà đặt trên loa phong để phản xạ âm thì đương nhiên cái trải nghiệm của mọi người á nó sẽ khác so với là dòng loa mà âm trần.
Tại vì chúng ta phải đi trung gian qua một cái vách tường, sau đó âm thanh mới dội xuống tai chúng ta. Thì về nếu nói nôm na về quãng đường của sóng âm thì nó sẽ khá là dài và nó sẽ bị suy hao dần đi. Thì nên những cái hiệu ứng, những cái chi tiết lách tách đan chen hay là tiếng gió xào xạc đi á, thì nó sẽ bị lu mờ hơn so với chúng ta sử dụng là những dòng loa âm trần. Nó sẽ không có nghe được cái chi tiết, hoặc là cái độ sáng của nó không được tinh tế. Hoặc là chúng ta giống như cái loa bình thường, cái chi tiết âm thanh của nó là 10 phần thì chúng ta sử dụng cái loa này thì nó sẽ rơi khoảng đâu đó 7 đến 8 phần thôi. Nó không được toàn diện, đó là như vậy. Nhưng mà nó có một ưu điểm như mình đã chia sẻ, thì giải quyết cho những cái khách hàng mà không thể đi dây được, hay là cái căn nhà chúng ta đã hoàn thiện rồi. Đó, rồi một cái điểm yếu thứ hai, ngoài việc cái trải nghiệm âm thanh là nó đã đạt được như vậy rồi, thì nó cũng một phần điểm yếu ha. Điểm yếu thứ hai của cái loa mà đặt top á, chính là khá là kén cái chỗ không gian, tùy không gian. Tại vì nó là một cái dòng loa dựa vào cái sự phản xạ, một cái góc hướng nôm na là giống như là bia phân. Chúng ta sẽ cần phải một cái góc hướng cố định để chúng ta chọn ra làm sao cái phản xạ âm phải rơi vào đúng cái điểm mà cái người trải nghiệm phim ngồi thì mới trải nghiệm âm thanh được tốt. Cái thứ hai là rất là kén. Kén vì sao? Ví dụ như cái loa speaker enable này nó sẽ rất là phù hợp với những khách hàng mà có những cái phòng ngủ nè, hay hoặc là những cái căn phòng tầng lửng nè, hoặc là phòng giải trí riêng với cái trần khá là thấp đó, thì nó rất là hiệu quả. Vì nếu mà trần thấp á, thì nó sẽ giúp cho cái quãng đường của cái loa này sẽ ngắn hơn, nó sẽ nghe được chi tiết hơn. Nhưng mà đối với trần cao á, thì nó sẽ kéo quãng đường dài hơn, và đương nhiên là cái độ chi tiết âm thanh và trải nghiệm Atmos và độ trải nghiệm thực tế á, thì nó sẽ không được bằng hay lắm. Đối với những khách hàng mà nhà chúng ta có những cái trần thấp khoảng dưới khoảng 2,5 m trở lại thì chúng ta xài cái này thì ok, cũng khá là tương đối. Rồi, ok, đó là mình đang phân tích về cái speaker enable, là một cái loa, một giải pháp Atmos mà chúng ta đặt trên cái loa, hai cái loa phong chúng ta giải quyết những cái bài toán mà muốn trải nghiệm Atmos như vậy. Đó. Rồi, ok, thì đây là một cái mình phân tích về cái speaker enable. Và bây giờ mình sẽ nói về cái âm trần. Âm trần này á thì nó sẽ khá là nhiều dạng và nó hay hơn. Ở cái điểm lý do tại sao mình nói hay hơn nha, thì mình sẽ phân tích đầu tiên á, quãng đường là không phải đi qua một bất kỳ một trung gian, một cái vật liệu, một vách tường hay qua một sự cộng hưởng nào cả, mà sẽ là từ màn loa trực tiếp đến tai của người nghe trải nghiệm. Đó là một sự khác biệt. Cái thứ hai á, về âm trần thì sẽ được linh hoạt hơn về cái việc bố trí. Nếu mà vấn đề trong cái phần mà đang xây dựng hoặc chúng ta đang đi la phong như thế nào đó thì mọi người có thể bố trí đến nỗi 8 loa Atmos cũng được, hoặc là 9-10 loa Atmos cũng được. Chúng ta sẽ bố trí rải loa làm sao cho hợp lý, và cái điểm bố trí á, nó sẽ được chi tiết hơn so với speaker enable vì nó sử dụng cộng hưởng, sử dụng phản xạ. Còn này chúng ta sẽ chọn được cái vị trí đặt hợp lý cho người nghe, đặt trước đặt sau, khoảng cách ngắn dài đó chúng ta tùy vào chúng ta, tùy vào cái vị trí mà mọi người ngồi trải nghiệm. Đó là một cái điểm lợi về cái âm trần. Cái thứ hai, và âm trần linh hoạt hơn cũng như là tùy biến tốt hơn. Ví dụ một số trường hợp là ví dụ như là nó sẽ có những cái củ loa thiết kế như thế này. Nếu mà cái loa Atmos đó nằm thẳng trực diện trên đầu chúng ta, với nó nằm trong cái phạm vi góc phủ từ trên trần, từ độ cao mà tai người nghe chúng ta mà nằm trong cái khoảng đó, thì chúng ta thường thường loa âm trần nó sẽ thẳng và góc phủ nó khoảng dao động là khoảng tầm 40-60 gì đó mà chúng ta ngồi dưới thì chúng ta trải nghiệm được. Nhưng đối với một số Atmos mà ở phía trước nữa thì góc phủ của những cái loa âm trần nó sẽ không đạt đến tai của chúng ta, và nó sẽ tức là cái vị trí người nghe sẽ ngồi ngoài cái vùng sóng âm nó đi. Đó, thì nên âm trần nó thường có những cái loại định hướng âm thanh như thế này. Đó, thì có thể là định hướng được cái góc hướng đi của âm thanh, thì có thể chiếc loa sẽ rất là xa nhưng mà góc âm thanh vẫn đạt được tới tai người nghe. Thì đó là những cái điểm linh hoạt của cái âm trần mà một số hãng loa, ví dụ như là BMW, Calip, Denon, xin lỗi mọi người, Calip, Monitor Audio, rất là nhiều, rồi Canton, nói chung rất là nhiều hãng tùy biến được những cái loa âm trần, những cái selling top phù hợp với cái căn hộ của mình, cũng như là cái nội thất của mình mà đang những cái vướng bận thì sẽ giải quyết những bài toán đó. Ngoài ra có một số hãng, ngoài việc là cái củ trap nó định hướng được đến tai người nghe, thì có những hãng loa họ thiết kế là luôn cả màn loa dù là thẳng xuống nhưng mà cái góc hướng
của cái loa âm trần định hướng đến tai nghe rất là tốt. Ví dụ như là mình có những cái trường hợp, ví dụ như là mình không có thể treo được hai cái loa surround ở hai bên tai, nhưng mà vì hai bên là nội thất thì mình có thể tùy biến những chiếc loa như thế này. Mình sẽ sử dụng âm trần để làm hai cái surround ở hai bên tai, thì nó vẫn cái hướng âm cũng như là cái hiệu ứng âm thanh nó vẫn giải quyết được tối ưu cho việc cái nhu cầu của mình, làm cái nhu cầu xem phim của mình, cái trải nghiệm xem phim mình vẫn hoàn hảo, vẫn đáp ứng được. Đó, cái đó là những cái chia sẻ đôi điều về cái sự khác biệt của âm trần mình chia sẻ. Thì đó, thì hôm nay cái video ngày hôm nay á, thì mọi người thấy là mình đã chia sẻ rất là nhiều cho mọi người về cái hai cái sản phẩm Atmos này hiện nay ở trên thị trường. Mình chốt lại với mọi người, thì đối với những khách hàng chúng ta hoàn thiện, chúng ta không thể đi những âm trần, thì cái giải pháp tốt nhất là chúng ta sẽ chọn là speaker enable để chúng ta chọn có thể chạy được nghiệm ở Atmos, nhưng cái mức trải nghiệm chúng ta ở được 6 điểm và 7 điểm. Mà còn đối với âm trần, về thi công sẽ rất là cực, đi dây cho đến mọi thứ bố trí, nhưng chúng ta sẽ được lợi là linh hoạt được cái vị trí cũng như cái bố trí trong cái căn nhà chúng ta để trải nghiệm âm thanh tốt nhất, và cái chất lượng âm thanh đến tai chúng ta đạt đến điểm 10. Thì đó, đây là mình phân tích này như vậy. Đương nhiên cái mình mất cái này được cái kia, thì cái mà mình mất ở cho cái lo này chính là cái điểm mất là về cái âm thanh và cái trải nghiệm của mình. Còn cái đạt được đó chính là cái giải pháp tối ưu nhanh nhất cơ mọi có thể trải nghiệm những cái bộ âm thanh Atmos. Còn cái điểm mất của cái con này á, thì nó sẽ bị là mất về công cũng như là sức cũng như là thi công sẽ rất là cực. Đó, ok, thì video ngày hôm nay á, thì mình đã so sánh khá là kỹ, thì mình mong cái video này dành cho những khách hàng, những người anh chị đang có những cái phòng giải trí all in one, hay là những phòng giải trí xem phim tại gia và chúng ta nâng cấp, hay là chúng ta đang chuẩn bị xây hay chuẩn bị setup, thì mọi người sẽ hiểu hơn và chọn cho mình một cái giải pháp tối ưu nhất. Còn nếu khách hàng mà những khách hàng mà anh chị mà muốn ủng hộ Thiên Vũ thì hãy liên hệ đến hotline, sẽ được kỹ thuật Thiên Vũ tư vấn tận tình dựa theo cái không gian cũng như là nhu cầu cũng như là từ kinh tế cho đến chất lượng âm thanh như thế nào. Ok, nếu mọi người thấy video này ngày hôm nay mà hay thì đừng quên ủng hộ cho Thiên Vũ một like và một share, và bấm đăng ký kênh và theo dõi những video mới nhất của Thiên Vũ Audio. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.